Tìm tất cả các số nguyên tố P sao cho tổng các ước dương của P mũ 4 làm số chính phương. Để ý đây là P là số nguyên tố ha, ta sửa bên này trước. P là số nguyên tố thì các ước dương của P ta liệt kê ra thôi. Bây giờ là P mũ K đúng không? K nhỏ bằng 4. 1 P, P bình, P3, P mũ 4. Vậy ta có phương trình là số chính phương. Số chính phương thực ra nó là bằng y bình phương nữa. Y là số tự nhiên. Đó. Cho nên bài toán này thuần túy là một bài toán giải phương trình nghiệm nguyên. Ta có thể dùng những nhớ lại những phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên như là chia hết này. Đó. Phương pháp kẹp này. Đồng dư này. Vân vân. Thì trong đó chia hết thì sử dụng nhiều đúng không? Kẹp thì dùng cho những cái bài toán mà số chính phương, lý thừa của một số tự nhiên, số nguyên. Ở đây mình để ý này nè. Phân tích thành tích này kia ha. Ở đây x mũ 4 là y bình. Là một trong những cái gợi ý là ta biến đổi cái này nè. Dùng phương pháp kẹp, mà kẹp lý thừa thôi. Vậy thì ở đây mình kẹp cái này bằng cách là mình kẹp bằng cách là mình biến đổi thành cái này thành đánh giá nó giữa hai cái bình phương của một cái thức. Để dễ hơn thì ta quy nhân 4 cho nó dễ. 4p mũ 4 cộng 4p mũ 3 cộng 4p bình cộng 4p cộng 4 nên là bằng 4 y bình. Thì ta có cái đánh giá là 4p mũ 4 cộng 4p mũ 3 p bình cộng 4p cộng 4 nó nhỏ hơn là 2p bình cộng p cộng 2 là các bình, rồi lớn hơn là 2p bình cộng p cộng p tất cả bình. Cái này khai triển nó là 4p bình cộng 4p mũ 3 cộng p bình nè. Cái này hiển nhiên là lớn, này là với p là số nguyên tố. Vậy thì đây là hai cái số chính phương này, mà cái này là bằng 2 lần y tất cả bình. Vậy từ đó mình chỉ suy ra được là 4p mũ 4 cộng cho 4p mũ 3 4p bình cộng 4p cộng 4 này nó bằng là 2p bình cộng p cộng 1 tất cả bình. Từ đó mình giải ra p bằng 3. Đây là cái bài thuần túy về phương trình nghiệm nguyên. Tiếp theo ta có cái bài là cho mn là các số nguyên dương của m cộng n cộng 1 là ước nguyên tố của ước và ước nguyên tố ha, của 2mn bình cộng 1 chứng minh rằng mn là số chính phương. Ở đây cái mn là số chính phương, thực ra nó hỏi nó cũng mẹo mẹo thôi chứ thực ra nó không có gì. Ở đây mình để ý là mình có một cái a là ước của một cái b. Đó, thường thì ta sẽ phân tích cái b này thành ka cộng cái c nào đó để a nó cũng là ước của c, thì từ đó mình sẽ dễ làm hơn. Ở đây cũng vậy, thực ra cái này là bậc hai, cái này là bậc nhất, đúng không? Nên chú ý cái điều đó. Và ở đây thì mình có để ý cái này là 2m bình cộng n bình, gửi cho ý một cái đẳng thức rất là đẹp là m cộng n tất cả bình cộng cho m trừ n tất cả bình. Đó. Vậy thì từ đó mình có biến đổi là 2m bình cộng n bình trừ 1 sẽ bằng là m cộng n bình trừ 1. Thôi, mình phân tích nhóm hai cái này lại, mình phân tích là nó sẽ có cái thừa số. Thì cái này thì chia hết cho m cộng n cộng 1. Cái này chia hết cho m cộng n cộng 1. Chứ từ đó mình suy ra được là m trừ n tất cả bình thì chia hết cho m cộng n cộng 1. Mà bởi vì m cộng n cộng 1 là nguyên tố nữa, nên ta suy ra được là trị đối m n trừ n nó sẽ chia hết cho m cộng n cộng 1. Mà hiển nhiên cái này là nhỏ hơn m cộng n cộng 1 rồi. Thì ta suy ra m trừ n nó sẽ bằng 0 thôi. Tức là m nhân n chính là bằng m bình, là số chính phương.
đang thực hành làm bài toán chia hết. Thay vì người ta yêu cầu mình chứng minh m bằng n, người ta yêu cầu mình chứng minh m nhân n là một số trên phương có vẻ nó nguy hiểm. Rồi tiếp tục, ta có cái bổ đề. Thực ra là một bài toán chứng minh rằng nếu tích của hai số nguyên tố cùng nhau một số trên phương thì số đó cũng là số trên phương. Cái bổ đề này khá là sử dụng khá là nhiều. Nó a nhân b bằng c bình a b nguyên tố cùng nhau thì suy ra a b cũng là số trên phương. Thì ta chứng minh cái bổ đề này trước, bởi vì bổ đề này cũng khá là xài khá là nhiều. Rồi vậy thì có nhiều cách ta có thể giải bằng cách phân tích thành sự số nguyên tố đấy hạn. Rồi. Nhưng mà ở đây mình có một cách, ta đặt D là ước chung của A và C, ước chung lớn nhất. Thì ta suy ra A sẽ bằng D nhân A phẩy, C thì bằng D nhân C phẩy. Hiển nhiên là A phẩy sẽ C phẩy nguyên tố cùng nhau. Rồi, từ đó ta có được là gì? D nhân A phẩy nhân B thì bằng D bình C phẩy bình. Từ đây mình suy ra được là A phẩy B sẽ bằng D C phẩy bình. Ở đây ta có A phẩy B phải chia hết cho C phẩy bình. Mà A phẩy với C phẩy là nguyên tố cùng nhau rồi, nên hiển nhiên A phẩy với C phẩy bình nguyên tố cùng nhau. Từ đây mình suy ra được là B chia hết cho C phẩy bình. Rồi thứ hai, D C phẩy phải chia hết cho B. D C phẩy bình chia cho B, mà do là A với B là nguyên tố cùng nhau, mà D là ước của A nữa, nên hiển nhiên D với B nó cũng phải là nguyên tố cùng nhau. Từ đây mình suy ra được là C phẩy bình chia hết cho B. Ta thấy là AB chọn các số tự nhiên ấy. Nên là từ đây 1 và 2 ta suy ra được C phẩy bình, B sẽ bằng C phẩy bình và suy ra được A sẽ bằng D bình. Nên là B và A là các số trên phương. Chứng minh tương tự, nếu mà C thay bằng lý thừa mũ K thì AB cũng là tích của hai số, cũng là hai số lý thừa mũ K luôn. Rồi, ở đây mình có một cái bài toán áp dụng trực tiếp. 2A bình cộng A bằng 3B bình cộng B. Ở đây do cái bài B nó trực tiếp của bài bài 4 nè, trực tiếp của bài 3 nên thầy có thể chứng minh bài B trước. Ta áp dụng ngay dựa vào cái đẳng thức người ta cho. Thì ta suy ra được là 2A bình cộng A trừ cho 2B bình trừ B sẽ bằng B bình. Và phân tích thành nhân tử ta sẽ được là A trừ B nhân 2A cộng 2B cộng 1 bằng B bình. Ở đây mình chỉ cần chứng minh thêm một cách nữa là chứng minh ước chung lớn nhất của này bằng 1. Thì để sẽ dễ làm thì ta giả sử như là P là ước nguyên tố nào đó. Ước nguyên tố. P là ước nguyên tố của một cái nguyên tố nào đó, P nguyên tố. Thì ta cần chứng minh điều này là vô lý. P là ước nguyên tố của hai này, hiển nhiên là P là ước của B. B bình. Suy ra P là ước của B thôi. Rồi. Thì đây mình suy ra được P là ước của B, thì P là ước của, hay là mình gọi P là ước của A luôn, mình suy ra P bằng 1. Ước của A suy ra P là ước của 1 ha. P bằng 1 vô lý. Thì P là nguyên tố. Vậy thì ta thấy là không có cái ước nguyên tố nào của hai cái số này hết. Thì từ đó mình suy ra được là ước chung lớn nhất của A trừ B và 2A cộng 2B là bằng 1. Áp dụng bổ đề 3. Áp dụng bổ đề 3 thì ta suy ra được là A trừ B và 2A cộng 2B cộng 1 là số trên phương.
Rồi, câu B ta xem nó coi là nếu mà A, B là nguyên tố cùng nhau, có tồn tại cái số là A, B nào thỏa đề bài hay không? Thì A, B là nguyên tố cùng nhau, người ta thấy là từ cái đẳng thức người ta cho như thế này. A, B bằng 1. Đến từ đây mình suy ra được là gì? 3B cộng 1 phải chia hết cho A. Đúng không? Hoặc là 3. 2A cộng 1 thì chia hết cho B. Đó. 2A cộng 1 chia hết cho B thì ta đặt 2A cộng 1 bằng BK. Rồi, 2A cộng 1 bằng BK. Vậy thì 3B cộng 1 bằng K nhân A. Mà từ cái đẳng thức này hiển nhiên là A nó sẽ lớn hơn B nè. Nên là A lớn hơn B mà 3B cộng 1 bằng KA thì suy ra K chỉ có thể là 1 hoặc 2 thôi. Đó, thử trực tiếp. B cộng 1 bằng A. 3B cộng 1 bằng 2A. Thử trực tiếp vào phương trình ta sẽ ra vô nghiệm. Đó thì đó là cái bài câu B. Tức là không tồn tại giá trị nào AB thỏa đề bài. Rồi, tiếp theo ta có cái bài toán này. Tìm tất cả số tự nhiên có thể biểu diễn dưới dạng là PQR, trong đó PQR là các số nguyên tố. Nhưng ta xét những trường hợp dễ nhất. PQR này người ta không cho là phân biệt. Bởi vậy nên là trường hợp 1 là bằng nhau đúng không? P bằng Q bằng R. À, thì đây là vai trò như nhau rồi. Nên là ta có thể bằng nhau ta suy ra A bằng 6. Tức là nếu A bằng 6 thì ta chọn PQ bằng Q bằng R. Thỏa đề bài. Rồi bây giờ giả sử như là P, Q trong hai này nó không có hai số khác nhau, hai số bằng nhau, khác số còn lại. Giả sử như là P bằng Q bằng R, người ta suy ra được A. Bài này thực ra là một bài giải phương trình nguyên. A sẽ bằng là 2 nhân cho P trên R cộng R trên P cộng 2. Từ đây mình suy ra được là P bình cộng R bình, hai này để chia hết cho RP, mà RP là nguyên tố cùng nhau nên là từ đây mình suy ra được là 2P bình cộng 2R bình chia hết cho P nè, suy ra được là RP nguyên tố cùng nhau, suy ra được là P nó sẽ bằng 2.